Hello, xin chào cả nhà. Mọi người hôm nay khỏe không ạ? Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng, đang trên đường đi ra tới phi trường của Toronto, Canada. Đứng đây chờ GO Train này để ra chỗ kiểm tra vé máy bay. Thì là sáng sớm á, chờ tối thui. Đang đi xe lửa. Bây giờ đi ra để đi ra chỗ check-in. Thank you.
vậy?